Makita 4 thì săn riêng, nhớ riêng dành cho những cô chú nào chưa từng sử dụng máy cắt cỏ, mua xăng về đổ vô là chạy như xe máy mình vậy đó. À, lâu lâu thay nhất là như xe máy ha. À, bình xăng nó là vẫn sử dụng bình xăng qua MG, siêu tiết kiệm xăng. Máy 4 thì ha. Vậy thì xăm ha. Con này có trợ lực giật luôn nghe cô chú. Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ cửa hàng máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. Cảm ơn cô chú đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Thì hôm qua là em lên lobby là một buổi tối, trong một buổi tối thôi là cô chú đã chốt hết đó. Cảm ơn mấy chú đã dành tình cảm và ủng hộ Minh Kiệt trong suốt thời gian qua nha. Thì hôm nay là em lên lô xe nghe cô chú. Bữa nay là lựa những con máy mà nồng 34 ly, nhưng mà cái vỏ nó hơi xấu xấu, và những con máy nồng 32 ly, vỏ nó hơi xấu xấu để giao lưu với mấy chú. Bữa nay là theo sự yêu cầu của mấy chú là máy giá rẻ nhưng mà hàng chất lượng nghe cô chú. Bên em là chuyên 100% là hàng Nhật Bản, hàng nội địa của Nhật đó cô chú. Đó, cô chú cứ gọi nôm na là hàng Nhật Bản, hàng nghĩa địa đó ha. Rồi, thì hình thức bán máy bên cửa hàng em là em sẽ bao phí ship tận nhà cho cô chú. Tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper ha. Cô chú được quyền là bắt shipper ngồi đợi cô chú, khui thùng ra, đổ xăng vô, test máy, giật chạy, ok, ngon lành hết rồi mới nhận hàng nghe cô chú. Thì đặc biệt là bên cửa hàng em không nhận cọc trước luôn, để cho cô chú có sự tin tưởng 100% để đặt hàng bên em nghe cô chú. Thì em cũng xin cảm ơn mấy chú đã mua máy rồi, xài rồi, cảm nhận ok, rồi giới thiệu anh em, bạn bè, vòng vòng mua tiếp Minh Kiệt ha. Xin cảm ơn mấy chú và chúc cô chú được nhiều sức khỏe ha. Nhớ đừng quên là giới thiệu giúp em nữa nghe cô chú. Xài máy Nhật im, nhớ giới thiệu anh em bạn bè mua tiếp Minh Kiệt nữa nha cô chú. Rồi thì bên em bán em bao phí ship toàn bộ cho cô chú, em vẫn tặng phụ kiện đầy đủ cho cô chú đàng hoàng đó. Bao phí ship tới nhà tặng đủ phụ kiện cho cô chú luôn. Rồi thì em tặng cho cô chú đầy đủ là 5 món phụ kiện. Đây, đầu tiên là một cái chắn cỏ. Đó, khi cắt cỏ thì miếng này nó sẽ bảo vệ mình ha. Cỏ đất đá nó sẽ cản lại, không làm cho văng cho mình ha. Là một cái nè. Cái thứ hai là một cây lục giác 4. Đó, cây này để lắp tay lái, lắp đầu bò ha cô chú. Là hai món nè. Món thứ ba là một sợi dây đeo. Đó, dây này có móc bằng inox đàng hoàng ha. Là ba món nè. Đó, quải lên dài để mình cắt ha. Món thứ tư, cây này mới quan trọng nè. Nhà cô chú không có cái đồ để lắp lưỡi cắt đó, thì cây này sẽ lắp cho cô chú cái lưỡi cắt được nè. Đó, lắp cái lưỡi cắt vô cái đầu bò ha. Đó, đi ra ruộng cầm cây này theo là ngon lành. Đó, đầu này mở bu ghi, đầu này dặn ốc vít ha. Đó, 3 trong 1 rất là xịn sò nghe cô chú. Đó, đồ mở bu ghi nhưng mà nó có nhiều chức năng lắm. 4 món này lúc nào cũng có đi kèm. Và món thứ năm là một cái lưỡi cắt. Thì đây em sẽ có 3 lưỡi cắt cho cô chú được quyền lựa một cái để nhận quà tặng ha. Đây là lưỡi dài. Đó, lưỡi phạm quang, lưỡi xịn nghe cô chú. Lưỡi bên em là tặng là lưỡi xịn nghe, chứ không phải là lưỡi chợ nghe. Đó, lưỡi xịn cho cô chú an toàn chút xíu. Và đây là ổ dây, ở đây là lưỡi tròn. Lưỡi tròn Nhật Bản, lưỡi cũ, lưỡi sét ha. Nhưng mà cắt xuống cỏ chút nó sẽ sáng lên nghe cô chú. Đó, lưỡi nhật ha. Và đây là ổ dây cước dành cho những cô chú lớn tuổi. Đó, không dám cắt bằng cái lưỡi sắt thì mình cắt bằng cái ổ dây cước nghe cô chú. Đó, cái ổ này cắt bằng dây ha, gọi là lưỡi cắt bằng dây. Đó, thì trong 3 lưỡi này cô chú được quyền lấy một cái để nhận quà tặng ha. Đó, ví dụ như cô chú lấy cái lưỡi dài đi, bỏ lại hai cái này cho em là đủ 5 món này cô chú. Đó, đủ 5 món ha. Đó, hoặc là cô chú không lấy lưỡi dài thì lấy lưỡi khác. Hoặc là cô chú muốn mua thêm một cái thì em tính thêm 50.000 nè. Tổng combo lưỡi này là 100.000. Đó là 3 lưỡi ha. Đó, 100.000 nha cô chú. Đó, 3 lưỡi cắt. Rồi, bên em có bán cái bơm nước dành cho cô chú tưới nước luôn. Gắn mở cái lưỡi cắt ra, gắn cái con ốc vô đây nè. Đó, nó có cái bát nữa, bắt vô cây cần nữa. Đây. Đó, chất liệu làm bằng inox 304 ha, rất là dày nghe cô chú. Máy càng lớn lên nước càng mạnh nghe cô chú.
Đó, chất liệu làm bằng inox, giá 150.000, em bao phí ship kèm theo máy luôn. Rồi, em có bán cái gom cỏ này cô chú. Đó, cái đồ để cắt lúa đó, chất liệu làm bằng kẽm. Đó, cô chú có cắt cho trâu cho bò ăn, lùa qua anh bóp đem về ha. Đó, đi cắt 5 phút là con trâu ăn tới chiều đó. Rồi, em bán 90.000, bao phí ship. Em có bán dầu nhớt cao cấp luôn, dầu nhớt hoa xăng, thương hiệu Mekong Lốt. Canh này là chuyên cho máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy cưa. Nè, 1 lít xăng mình lượng 80ml nhớt nha. Canh này là 1 lít. Đó, em bán 100.000 hay cô chú. Em bao phí ship kèm theo máy. Rồi, vô bán máy cô chú ơi. Rồi, đặc biệt là bữa nay là giảm siêu giảm giá cho mấy chú nha. Bữa nay là giá mềm nha. Bữa nay cô chú nào coi được like bữa nay là hên đó. Rồi, thì con máy đầu tiên đến từ thương hiệu là Hitachi. Đó, cái vỏ nè, bữa nay là cô chú nào không quan trọng cái vỏ là chốt lô hôm nay là giá rẻ ha. Chất máy trong là còn sáng nè, lốc sáng nè, bình xăng nè, qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng nha. Thương hiệu Hitachi. Đó, mấy con này là nhỏ gọn nhẹ nè, dành cho mình những cô chú lớn tuổi nè. Đó, tay lái ghim, cần ghim. Thương hiệu Hitachi, chính hãng Nhật Bản nha. Đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Đến nơi thì cô chú được quyền đổ xăng vô kiểm tra máy ha, cho thợ đổ xăng vô giật máy kiểm tra đàng hoàng rồi mới nhận ha. Bên em không nhận cọc trước nên em quay rất kỹ cho cô chú. Đó, em test máy cho cô chú luôn nè. Đó, bật e lên, nhớ giật cái rồi mình bật cái e lên rồi mình mới giật cái nữa ha cô chú. Trước khi đi là thợ em sẽ xúc bình xăng con nè, cân chỉnh đàng hoàng hết nghe cô chú. Đó, máy mới về là em đổ xăng vô là test máy quay phim cho cô chú luôn đó. Đó, thì những cô chú nào mà có từng xài máy cắt cỏ rồi thì cứ kiểm tra đi. Đó, nói máy bên Kiệt mới bán gã rồi, hoặc là không phải hàng Nhật Bản em tặng luôn nghe cô chú. Đó, em bao là hàng chính tông của Nhật Bản ha. Rồi, ký hiệu hôm nay là lô C nghe cô chú. C1. Em này là giá 1.1 triệu. Đó, em bao phí ship tới nhà, tặng đủ phụ kiện. Ngày 3 tây tháng 8. Đó, ngày 3 tây tháng 8. Chỉ có 1.1 triệu thôi cô chú sở hữu được máy Nhật ha. Em bao phí ship tới nhà, tặng đủ phụ kiện và bảo hành đàng hoàng cho cô chú xài ha. Trước khi đi là thợ em sẽ xúc bình xăng con, cân chỉnh đàng hoàng hết rồi mới gửi đi ha. Rồi, em thứ hai là đến từ thương hiệu Magu Yanma. Em này là 23cc, nòng 32 ly. Đó, đồ đạc ở trong là còn sáng nghe cô chú, nhưng mà cái vỏ ngoài nó hơi xấu nha. Đó, vỏ ngoài nó dính nhớt nè, nó đen nè. Nói chung là bữa nay là lựa những con máy mà cái vỏ nó hơi bị lỗi lầm chút xíu, bị dơ. Đó, còn bô đồ trong sáng ha, chụp giật có trợ lực luôn. Đó, nòng 32 ly, bình xăng qua mà gồm. Đó, cần ghim, tay lái ghim, ga giữ ha. À, đầu bò ghim. Đó, tới nơi thì cô chú nhớ xăng pha nhớt đổ vô ha, đổ vô rồi mình bóp vú nè, bóp vú đóng e. Con này chưa gắn dây dây giật nữa nè, này dở lên thôi là chạy ha. Nghe nó chạy đã nè cô chú. Cái vỏ xấu rồi nghe, nhưng mà chất máy em bao nghe cô chú. Canty diễn nhờ nghe. Tắt nè. Mấy con này là nhạy lắm cô chú. Thương hiệu Magu Yanma, siêu tiết kiệm xăng á. Dở lên là chạy thôi. Rồi, tắt nè. Những cô chú lớn tuổi chốt mấy con này được nè. Nó nhẹ khoảng 4kg à. Đó, lốc máy có dập nổi mít in ra băng đàng hoàng ha. Nói chung là bữa nay là máy bên em là sắp hết rồi nên em xả cho hết kho luôn.
là xả giá rẻ cho cô chú, bắt đầu sáng ngày mai làm nhập lô mới về. Cô chú nào có cần lửa máy thì ngày mai gọi em lửa máy ha. Rồi, em này là C2. Em giao lưu với cô chú. Đó, thường thường cô chú thấy 1.8-1.9 không nha. Con này giảm cho cô chú còn 1.4. Đó, em vẫn bao phí ship ngày 3 tháng 8. Đó, vẫn bao phí ship, vẫn tặng đồ như thường lệ và tại vẫn bảo hành cho cô chú đàng hoàng. Không phải là cái máy là hơi vỏ hơi cũ là không bảo hành nha, vẫn bảo hành bình thường như mọi ngày. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu Makita. Makita đến từ thương hiệu Makita 23cc lòng 32. Em này đẹp nghe cô chú. Đó, ngoại hình em này đẹp ha. Đồ đạt chuẩn. Đó, 23cc thương hiệu Makita. Con này được sử dụng cái cò bóp đã lắm nè cô chú. Đó, gin của Makita luôn ha. À, cần gin tay lái gin. À, con này là hôm trước là cái con 1.6 nè, bữa nay vẫn giảm giá cho cô chú. Con này bị bom hàng nè. Đó. Bữa nay giảm ghi trước luôn, giảm còn 1.5 triệu. Đó, máy đẹp. Con này là C3. Giảm còn 1.5 triệu. Đó. Bị bom hàng đi tới nơi gọi không bắt máy cô chú ơi. Nhớ đặt hàng rồi tới nơi nhớ bắt máy giùm em nghe cô chú. Nhiều khi tới nơi rồi shipper gọi hoài không được rồi bom hàng về luôn. Khổ cho thân cho tụi em. Rồi, nhớ nha, bóp vú. Bà ke. Rồi, giật. Thương hiệu Makita ha. Bao phê nghe cô chú. Nằm trên tay lái luôn. Này nắm dở lên là chạy thôi. Nồng 32 ly ha. Rồi tắt nè. Đó, những cô chú lớn tuổi chốt mấy lô hôm nay nha. Vô gặp được lô này là ngon đó. Bữa nay mấy chú nào mà xem được lô hôm nay là ngon lành nha. Rồi, em thứ tư là đến từ thương hiệu cũng là Magu Giang Ma. Em này cái lỗi vàng áo nè. Em này hành trình bích tông cao. Con này chạy ghê gớm lắm. Cô chú nào có xài bình xịt thuốc chốt con này nè. Tùm gời luôn ha. Nhưng mà có cái vỏ nó hơi xấu ha. Nè, cái vàng áo nó bị gãy hai ba con nhựa đây. Khi đi là thợ em sẽ hàng lại cho cô chú. Đó, đồ đạt là chuẩn hết nè. Nè, tay lái ghim. Gai giữ nè. Đó, cần ghim, tay lái ghim. Đây, đầu bò ghim luôn ha. Đầu bò chống quấn cỏ nghe cô chú. Chống cỏ ghim nè. Rồi, tới nơi thì nhớ là mình xăng pha nhớt đổ vô ha. Bơm xăng lên. Nè, cái le này mình bật lên. Lên miếng ga ha. Rồi hạ e xuống. Đó. Con này là hành trình bê tông cao. Nó nổ ghê gớm lắm nè cô chú. Nghe cái tiếng nổ nó đã nè cô chú. Cô chú nào có xài bình xịt thuốc hoặc là chế xe đạp, chế thuyền là chốt con này ha. Sao đó trợ lực ha. Tùm gời ha. Con này không có trợ lực, nhẹ giật nhưng mà nó không có trợ lực. Đó, tùm lốc vẫn có dập nổi mặt trên cho băng. Con này là ký hiệu là C4. Con này giảm cho cô chú còn 1.4 triệu thôi. Đó, tùm gời luôn mà bữa nay có 1.4 triệu rồi cô chú. Đó, mấy chú là thường theo dõi kênh em biết ha. Thường thường mấy con tôm gời là từ 1.8 triệu, 1.9 triệu, 2 triệu không đó. Đó, nồng 32 ly ha. MB 2003, nồng 32 ly. Rồi, kế tiếp là C5 đến từ thương hiệu Robin. Đây, thương hiệu Robin.
nè, của hãng Rabbit ha, Robin nè cô chú, Made in Japan. Em này cũng là 23cc, nòng 32 ly. Đó, thương hiệu này của người Nhật sản xuất, cho người Nhật xài luôn nghe cô chú. Chính hãng của người Nhật sản xuất luôn ha. Nè, bô còn sáng nè. Nó đồ đạt chuẩn nha. NB 2630 ha. Ở 2360 nó lộn. Nè, Rabbit nè, Robin nè, Makita nè, chung một hãng màu he cô chú. Đầu bò rin, trắng cỏ rin, cần rin. Đó. Bóp vú, bật e, lên ga. Con này có trợ lực ha. À, e xuống, giật cái rồi nhớ đẩy cái e này xuống liền. Thương hiệu Robin nghe cô chú. Nè, thương hiệu Robin nó nổ nè. Bao phê. Nó như chiếc xe FI á cô chú. Đi gan vậy đó, nè, nghe cái tiếng nè cô chú. Nghe cái ga cuối á. Bao phê tắt nè, mấy con này là bố trợ lực, tung trợ lực. À, bao yêu mẹ. Rồi em này là C5, em này giao lưu với cô chú 1,5 triệu. Đó, thương hiệu Robin. Đó, giảm còn 1,5 triệu nha. Rồi, khúc sau này là 26cc, nòng 34 ly nghe cô chú. Đó, bữa nay tới con Echo 26. Bữa nay được con Echo mà cái vỏ nó xấu cô chú ơi. Đó, thường thường cô chú nào mà hay theo dõi kênh em á, mấy con Echo này nè, giá tầm 1,8 triệu, 1,9 triệu, 2 triệu, hơn 2 triệu không đó. Nhưng mà con này cái vỏ nó bị lỗi ngay đây nè. Nó bị quéo quéo ngay đây một chút nè. Đồ đạt là bao chuẩn. Đó, bình xăng qua mà gồ Echo 260. Đó, nòng 34 ly ha. Đó, được ga bóp xịn sò luôn. Đó, bữa nay là đặc biệt là lựa những cái vỏ hơi xấu xấu. Những cô chú nào mà cắt cỏ cho trâu cho bò ăn, không quan trọng cái vỏ bề ngoài, chốt mấy em này nè. Đó, mấy chú cắt ở ngoài ruộng đó, không quan trọng cái vỏ đẹp xấu ha. Mấy chú thường thường cắt cho trâu cho bò ăn á, không quan trọng cái vỏ đẹp xấu là chốt mấy em này nè. Còn mấy chú cắt ở trong giường rồi đó thì cần mấy cái vỏ đẹp thì lựa mấy con kia. Còn mấy chú cắt cho trâu cho bò ăn là chốt mấy con này. Là thợ em sẽ kiểm tra nè. Cái này là ví dụ như nó hiện tại cái dầu nó hơi khô rồi nè, rút ra nó sẽ khó rút lại nè. Đó, trước khi đi là thợ em sẽ kiểm tra nè, rồi kiểm tra bố nè, kiểm tra tất cả hoạt động xuất bình xăng. Chung là máy bên em gửi đi không nhận cọc trước, không lấy cọc trước mà 1,000 nào hết, nên em làm rất là kỹ. Chứ để tới nơi mà cô chú giật có lỗi lầm gì cô chú không nhận, bên em lỗ ha. Nên bên em làm rất là kỹ cho cô chú. Rồi C6, em giao lưu với cô chú là giảm cho cô chú 1,5 triệu. Đó, thường thường 2 triệu không ha, giảm còn 1,5 triệu. Đó, bằng nòng 32 luôn, bằng nòng 30 luôn. Nhớ ghi ngày 3 tháng 8 giùm em nghe cô chú. Đó, bữa nay là siêu giảm giá cho mấy chú nha. Kế tiếp là C7. Đó, C7 là đến từ thương hiệu Ryobi. Đó, Ryobi này là thương hiệu này là hàng của Mitsubishi nghe cô chú. Đó, Ruby hôm nay là cô chú nhìn cái miệng bô nè, chưa có thấy đóng khói miếng nào luôn ha. Bô nó là nước sơn gam màu đen nghe cô chú.
đó, vẫn giảm giá cho cô chú luôn. Hôm qua em có một con hơi xấu hơn con này xíu mà giá 2 triệu đó cô chú. À, cô chú nào có thể để ý kênh em là theo dõi kênh em là biết ha. Ruby hôm nay đẹp. À, tay lái gin, cần gin. Đây. Thương hiệu Zenoth ha, y hệt con hôm qua luôn. Ở 26cc nòng 34 ly. Đầu bò gin chống quấn cỏ, chắn cỏ gin. Đó. Mấy con hôm nay là chuẩn nghe cô chú. Trước khi đi là thợ em sẽ xúc bình xăng kiểm tra hết đàng hoàng nên cô chú an tâm. Rêu bi ha, con này đẹp nghe cô chú. Đó, bao ngon bao bóc nghe cô chú. Đó, công tắc thì nằm ở trên tay lái nè. Đó, bấm vô. Đó, cái gà nó đã lắm, như gà bóp, y gan gà bóp vậy đó cô chú. Xài nó còn đã hơn gà bóp, không bao giờ mỏi tay. À, mấy chú lớn tuổi vẫn xài con này bình thường nha, nó tầm hơn 4kg một xíu. Rồi, em này là ký hiệu là C7. Đẹp hơn qua nhưng mà em vẫn giảm cho cô chú luôn. Còn 1.9 triệu thôi. Đó. Còn 1.9 triệu nè. Hình như giống con A12 hôm qua kia vậy đó. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu Maguyama. Maguyama 26cc, nòng của nó là 34 ly. Đó, ngoại hình con này cũng còn chuẩn nha. Trong lốc máy có dập nổi da băng đàng hoàng ha. Đó, mặt in da băng. À, đồ đạc con này chuẩn nhưng mà nó hơi dơ dơ nhẹ nhẹ xíu nha. Đây. Đó, bô còn sáng, đồ đạc chuẩn. Con này có ga bóp trên đây nè cô chú. Đặc biệt là những cô chú nào có xài cắt trong rừng cái cây, xài cái tay lái ngắn, ga bóp trên đây thì chốt con này ha. À, tay lái có tay lái dài cho cô chú cắt mà gọn luôn, có gà giữ nè, nó có hai chức năng ha, công tắc trên đây nghe cô chú. À, đầu bò chống quấn cỏ ha, cần ghim. Em quay từng chi tiết hết nè. Rồi có trả lời nghe cô chú. Trước khi đi thợ em sẽ chỉnh lại cho cô chú ha. Nhà cô chú có vườn trái cây cỡ khoảng vài chục mẫu vậy đó, ở vài chục công đất á, 20-30 công đất thì chốt con này ha. Con này là ký hiệu là C8. C8 đó, tay lái ngắn nên em giao lưu giá rẻ ha. Đây một con này chuyển qua 2 triệu, 2 triệu giảm còn 1.8 triệu. Đó, Magu 1.8 triệu, 26cc nòng 34 ly, máy đẹp ha. Rồi kế tiếp là Makita 264. Đó, bữa nay được anh em 264 nhưng mà con này là cái vỏ nó xấu quách nghe cô chú. Vẫn được sử dụng là le đỏ tự động nè, bình xăng qua mờ gồ nè. Nè, 264 nòng 34 ly, cái vỏ nó xấu nghe cô chú. Nè, bị nám khói ngay đây nè, khói nó bị nám ngay đây ha. À, bên em là kênh em làm quay rõ từng chi tiết nên cô chú cứ an tâm, em không giấu điểm nào hết trơn á. Tại bên em không giọng nhận cọc trước á nên em quay kỹ lắm cô chú ơi. Nè, 264 nha, em quay từ cây cần nè tới cái đầu bò nè tới cái chắn cỏ nè, quay chi tiết cho cô chú xem hết nha. Nó le đỏ tự động nha, móc le nè. Có trả lời nha. Thực
con này là nòng 34 ly ha. À, có trợ lực nắm trở lại là chạy đó, là tắt nè, nè đó, bao phê ha. Rồi em này cái dàn áo nó bị lỗi nha cô chú, bị nắm khối chỗ này xíu nè, khối nó hơi nắm một chút. C9 em này giảm cho cô chú còn 1.6 triệu đó, ngày 3 tháng 8. Rồi kế tiếp là C10, C10 cũng đến từ thương hiệu là Magu Yanma. C10 là 26cc, nòng 34 ly đó. Ngoại hình con này cũng trung bình nha, cũng hơi dơ dơ đen đen đây đó, vẫn sử dụng bình xăng qua mười gồ còn trắng tinh nha. À, lốc máy có da băng đàng hoàng trong đây nè. À, rõ ràng ha, lốc còn sáng rực ha. Được sử dụng ga bóp xịn sò. Nè, ốc đồ còn trắng tinh ha. Ga bóp xịn ha. Đầu bò zin. Đó, da băng ha. À, 26cc nòng 34 ly. Đây. Bóp vú, đóng nghe, bóp ga, giật một cái nè, bật nghe lên. Nhưng con này là nó chưa chạy hết ga được nè cô chú. Đó, trước khi đi là thợ em sẽ kiểm tra bình xăng con này nè. Đó, chỉnh xăng chưa, nó chưa chạy hết ga nè. Ngày 16 nòng 34. Nên cô chú an tâm nghe cô chú, trước khi đi là cái máy nào cũng vậy, thợ em sẽ kiểm tra từ chi tiết hết, lỗi lầm gì là thợ em sẽ kiểm tra làm lại hết ha. Cái này là C10, giảm cho cô chú còn 1.8 triệu. Con này đẹp nghe cô chú, có cô chú nào mà thích ga bóp là chốt con này ha. Ngày 3 tháng 8. Bóp hệ luôn, bóp xịn luôn ha. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đó, hôm nay được nghe Mitsubishi TB23, lòng là 32 ly. Nè, made in Japan. Con này là ngoại hình nó cũng trung bình nghe cô chú. Nè, le đỏ tự động, bình xăng 2 kim. Lốc còn sáng, bô còn sáng. Đó, chụp giật trợ lực. Ở ngoại hình nó trung bình ha. Bên em bán là quay chi tiết hết nên cô chú an tâm. Nè, bô nè. Từng cái bô, từng số xe ghi. Đó, có làm sao quay như vậy đó, không giấu điểm nào hết ha. Cô chú ví dụ như thích máy này thì cứ tua tới tua lui xem kỹ. Đó, tua tới tua lui xem kỹ. Có làm sao là em quay chi tiết như vậy đó. À, đầu bò zin ha. Đó, chắn cỏ hư em gắn thêm cái chắn cỏ mới nè. Bóp vú, móc le, nhớ bóp lú vú và móc le ha. Này là cái ga, nhớ là đừng lên ga, đừng không lên ga là le đỏ mình mới bật được, rồi mình mới giật được ha. À, lên ga nó nhảy lên nè, dù chạy bao phê ha. Nắm dở lên. Cái con này trợ lực đã lắm cô chú ơi. Nè. Cán con ha. Rồi. Mitsubishi C11. À, thường thường cô chú thấy máy gì đây là 1.8 triệu ha. Nhưng em này không lỗi lầm vẫn giảm cho cô chú còn 1.7 triệu. C11 còn 1.7 triệu. Nhớ nói dùm em cái ngày 3 tháng 8 nha, đừng quên kia. C11 ngày 3 tháng 8. Rồi, con cuối cùng là đến từ thương hiệu là Makita 4 thì. Xăng riêng, nhớt riêng dành cho những cô chú nào chưa từng sử dụng máy cắt cỏ, hoặc là những cô chú hay quên á, xài máy 4 thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn nếu mà
À, cô chú hay quên mà xài máy 2 thì mà không pha nhớt là nó hư liền ha. Còn máy 4 thì cô chú an tâm, mua xăng về đổ vô là chạy như xe máy mình vậy đó. À, lâu lâu thay nhớt là như xe máy ha. À, bình xăng nó là vẫn sử dụng bình xăng qua mà gồm siêu tiết kiệm xăng. À, đồ đạc thì em bao ghim nè, ở ngoại hình thì nó trung bình. Đó, Makita ngoại hình trung bình. Đó, có dập nổi Makita luôn đó. À, ga giữ nha, con này ga giữ nghe cô chú. Có cái bóp này không phải là ga bóp nha, bóp để là bóp giữ nghe cô chú. Đó, ga đó là ga giữ. Đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Máy 4 thì ha, chạy thì thầm ha. Con này có trợ lực giật luôn nghe cô chú. Công tắc nằm trên đây nè. Đó, mấy con này có trợ lực nghe cô chú. Bao em nha. Rồi, tắt nha. Con này là công suất của nó là 2650, nồng của nó là cũng là 34 ly nghe cô chú. Rồi, ký hiệu em này con cuối cùng là C12. Bữa nay hết máy cô chú ơi, còn lên được 12 cái à. Sáng ngày mai mới về nhiều ha. C12. Em giao lưu với cô chú, con này giảm cho cô chú còn 1.9 triệu đó. Thường thường là những con này về đây là hơn 2 triệu không đó, nhưng mà giảm cho cô chú còn 1.9 triệu ngày 3 tháng 8. Quan trọng là cái ngày nghe cô chú. Rồi thì cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip của em hàng ngày nghe cô chú ơi. Thì em lên lô máy, nếu mà cô chú chưa có biết cách nào chọn con máy nào dành cho mình thì cứ alo trực tiếp tới em, số điện thoại em để dưới góc phải màn hình nha. Em sẽ lựa cho cô chú một con máy thật là thích hợp luôn. Sáng ngày mai là máy về nhiều, về lúc nào cũng về nhiều để lựa cho mấy chú. Đó, nhớ xài máy Nhật im quá là giới thiệu cho anh em bạn bè giùm em nghe cô chú ơi. Nhớ cho em xin một cái đăng ký kênh và nhớ cho em xin một like luôn nghe cô chú. Rồi em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai nha.